Ngày 14 tháng 3, một cán bộ hải quan tỉnh Nghệ An đã xác nhận người điều khiển xe máy là anh PHB, sinh năm 1984, đang công tác tại tri cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Anh B trong lúc lưu thông trên đường đã va chạm với ô tô đoạn ở vòng xoay đại lộ Lenin, thành phố Vinh vào sáng 13 tháng 3. Vị cán bộ trên cho biết bê đá điện thoại báo cáo lại toàn bộ sự việc, sau đó những người liên quan đến làm việc tại Công an phường Hưng Dũng và Công an thành phố Vinh. Đây là sự việc đáng tiếc trong ứng xử khi tham gia giao thông. Còn anh DDH, chồng của nữ tài xế ô tô, chia sẻ sự việc xảy ra khiến gia đình mệt mỏi. Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà tài xế xe máy đã đến xin lỗi gia đình. Người chồng cho biết may khi người này đập vỡ kính ô tô thì kính không văng vào mặt vợ tôi. Lúc anh ta ném mũ bảo hiểm cũng không trúng người. Trước đó khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến ngã 5 đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, Nghệ An, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô. Vào thời điểm trên, PHB đi xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 37N96899 đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô Toyota Vios biển kiểm soát 37A243XX do một người phụ nữ điều khiển khiến xe máy ngã xuống đường sau khi ngã người đi xe máy đã hùng hổ lập tức cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô được biết tài xế xe ô tô là một nữ cán bộ quân đội sự việc đang được cơ quan công an xác minh làm rõ và xử lý theo quy định cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ các phương tiện liên quan để phục vụ điều tra vụ việc gây xôn xao bức xúc trong dư luận vì hành động có tính chất bạo lực của người đi xe máy Ngày 13 tháng 3, đại diện công an xã Phụng Hiệp xác nhận người nhà đã trình báo việc Huỳnh Thị CT, 19 tuổi, ngụ xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, mất tích nhiều ngày qua. Lực lượng chức năng đang xác minh sự việc. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin chị Tê mất tích bí ẩn trước ngày cưới, dự kiến vào ngày 15 tháng 3. Hàng xóm cô gái cho biết họ đã nhận được thiệp mời cưới. Việc cô dâu mất tích bí ẩn khiến ai cũng lo lắng. Bà S, hàng xóm chị Tê cho biết, trước khi mất tích, Tê rất vui vẻ, không hề có biểu hiện bất thường thời điểm mất tích chị tê nói đi ra thành phố ngã bảy cách nhà khoảng 5 km để làm móng tay chân khi rời nhà chị tê mang dây chuyền vàng đi xe máy kể từ đó đến nay gia đình mất liên lạc hoàn toàn tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy hiện tại gia đình chị tê cũng đều trong trạng thái bất an em trai chị tê cho biết đám cưới hiện đã chuẩn bị xong xuôi người thân khẳng định lễ cưới là mong muốn của chị tê không hề có chuyện cưỡng ép vì vậy chuyện chị tê mất tích càng khiến gia đình lo lắng được biết, nhà chị T cách nhà chú rể là anh Trần TT, 22 tuổi, chỉ khoảng 2 km. Anh T hiện cũng đang đi khắp nơi tìm kiếm vợ sắp cưới. Theo thông tin từ ông Trần Văn L, cha anh T cho biết, bố của chị T nhận được thông tin có người giống con gái ở trên Đồng Nai nên anh T đã lên đó tìm. Ông L cho biết, ông và bố chị T là bạn lâu năm, hai gia đình rất ủng hộ mối quan hệ của cô dâu và chú rể. Sau khi thông tin chị T mất tích được phát tán trên mạng, gia đình cũng liên tục nhận được nhiều thông tin không chính xác nên càng thêm hoang mang. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa gửi báo cáo tới các đại biểu Quốc hội trước phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 3, trong đó có vấn đề về đặt cược bóng đá quốc tế, đua ngựa, đua chó. Năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 06 cho phép một doanh nghiệp thí điểm kinh doanh các cược bóng đá trong 5 năm qua đấu thầu, nhưng sau 7 năm chưa có đơn vị nào được chọn thí điểm kinh doanh loại hình cá cược này. Cụ thể từ năm 2017 đến nay, có 7 tỉnh thành phố đề nghị thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó. Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho một dự án đầu tư trường đua ngựa có đặt cược tại huyện Sóc Sơn Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa triển khai do vướng mắc về cơ chế góp vốn từ phía nhà đầu tư Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và đang thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 6 dự án còn lại đang trong quá trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư. Do vậy, Đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp giấy phép kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó. Ngoài ra, có một doanh nghiệp đã thí điểm kinh doanh đặt cược đua chó trong trường đua tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 1999 trước khi nghị định số 06 được ban hành. Đến tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh đặt cược do hết thời hạn hoạt động của dự án. Theo quy định của nghị định 06, đối với đặt cược đua chó, đua ngựa, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh đặt cược khi có dự án đầu tư với quy mô đầu tư tối thiểu lần lượt là 300 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Từng dự án phải được Thủ tướng chấp thuận về chủ trương đầu tư trên cơ sở thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cấp giấy phép kinh doanh đặt cược sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng trường đua và chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh đặt cược. Đối với đặt cược bóng đá quốc tế, chính phủ cho phép một doanh nghiệp thí điểm kinh doanh trong thời hạn 5 năm. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp này theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Doanh nghiệp được lựa chọn phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, có phương án đầu tư hệ thống đặt cược và phương án kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Còn đối với đặt cược bóng đá quốc tế, Bộ trưởng nêu rõ theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải được lựa chọn thông qua đấu thầu. Tuy nhiên, luật đấu thầu năm 2013 chưa có quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, do đó không thể tổ chức đấu thầu lựa chọn một doanh nghiệp. Do vậy, từ năm 2017 đến năm 2022, Bộ đã phối hợp các bộ ngành 5 lần báo cáo cấp có thẩm quyền về vướng mắc và xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định số 06. Tháng 3 năm 2013, Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện nghị định thay thế nghị định 06 sau khi luật đấu thầu sửa đổi được ban hành năm 2023, Quốc hội đã ban hành luật đấu thầu sửa đổi, trong đó có bổ sung quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Trên cơ sở quy định của luật, ngày 27 tháng 2 năm 2024, Chính phủ đã ban hành nghị định hướng dẫn quy định về trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư kinh doanh. Hiện Bộ Tài chính đang hoàn thiện để lấy ý kiến các bộ ngành sửa đổi nghị định số 06, quy định cụ thể về điều kiện cụ thể đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế để phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu mới. Theo báo cáo thịnh vượng của Knight Frank, anh, số người siêu giàu ở Việt Nam trong năm 2023 tăng 2,4% so với năm trước đó lên 752 người. Tốc độ gia tăng này khá cao trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Người siêu giàu là những cá nhân phải sở hữu khối tài sản từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên, khoảng hơn 740 tỷ đồng Việt Nam tính theo tỷ giá. 24.820 đồng một đô la Mỹ của Vietcombank công bố ngày 13 tháng 3. Tại Đông Nam Á, tốc độ gia tăng người siêu giàu của Việt Nam cao hơn nhiều so với mức tăng 0,8% của Thái Lan, nhưng thấp hơn mức 4,3% của Malaysia và 4,2% của Indonesia hay 4% của Singapore. Tuy nhiên, theo Knight Frank, từ năm 2023 tới năm 2028, tốc độ gia tăng người siêu giàu tại Việt Nam nhanh hàng đầu thế giới, đứng thứ 5 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương với mức tăng 30%. Chỉ xếp sau Ấn Độ, trên 50,1%, Trung Quốc trên 47%, Thổ Nhĩ Kỳ trên 42,9%, Malaysia trên 34,6%. Tốc độ gia tăng người siêu giàu của Việt Nam được dự báo cao hơn Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028. Cũng theo Công ty Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản Toàn cầu có trụ sở tại London, giới nhà giàu và siêu giàu châu Á vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho đầu tư xa xỉ. Việc nhập khẩu đồ xa xỉ tại Việt Nam được ghi nhận tăng rất cao nhất là với xe sang, trang sức. Tốc độ tăng trưởng người siêu giàu tại Việt Nam được ghi nhận khá cao trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá tốt so với thế giới và tầng lớp trung lưu tăng mạnh. Danh sách người siêu giàu Việt Nam được Knight Frank công bố. Tuy nhiên, trên sàn chứng khoán có khoảng 180 doanh nhân và người liên quan có tài sản quy từ cổ phiếu có giá trị trên 30 triệu đô la Mỹ, trong đó có 6 tỷ phú đô la Mỹ. Theo Forbes, trong danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới tính đến ngày 13 tháng 3, Việt Nam có 6 đại diện với tổng giá trị tài sản đạt 14 tỷ đô la Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup (VIC) đứng đầu danh sách, trong đó ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản 4,4 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Vietjet Air (VJC) Nguyễn Thị Phương Thảo ở vị trí số 2 với 2,8 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long đứng ở vị trí số 3 với 2,6 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Techcombank (TCB) Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan (MSN) Nguyễn Đăng Quang lần lượt ở các vị trí tiếp theo với 1,8 tỷ đô la Mỹ, 1,2 tỷ đô la Mỹ và 1,2 tỷ đô la Mỹ. So với bảng xếp hạng năm 2022, số lượng tỷ phú đô la Mỹ của Việt Nam giảm một người. Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn rất khỏi danh sách khi cổ phiếu Novaland NVL giảm mạnh trong năm 2022 và 2023. Đầu năm 2022, ông Bùi Thành Nhơn có tài sản 2,9 tỷ đô la Mỹ. Danh sách 752 người siêu giàu Việt Nam trong năm 2023 không được Knight Frank công bố. Tuy nhiên, trên sàn chứng khoán có khoảng 180 doanh nhân và người liên quan có tài sản quy từ cổ phiếu có giá trị trên 30 triệu đô la Mỹ và là những người siêu giàu. Ngoài 6 tỷ phú đô la Mỹ trên, còn hàng loạt người liên quan với các tỷ phú này như vợ ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương nắm giữ lượng cổ phiếu có giá trị tính tới ngày 13 tháng 3 là 7.700 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Trần Đình Long, 12.300 tỷ đồng. Bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ ông Nguyễn Đăng Quang, 3.540 tỷ đồng. Ông Hồ Xuân Năng, Vicostone 8.700 tỷ đồng, ông Trương Gia Bình FPT 9.090 tỷ đồng, ông Ngô Chí Dũng Vpbank 6.200 tỷ đồng, bà Trương Thị Lệ Khanh Thủy sản Vĩnh Hoàn 7.400 tỷ đồng, ông Đặng Thành Tâm KBC 5.150 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Đạt bất động sản Phát Đạt 8.260 tỷ đồng, ông Đào Hữu Huyền Hóa chất Đức Giang 9.070 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Tài Thế giới di động 4.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó là lãnh đạo hoặc và cổ đông cá nhân lớn nhất tại một số doanh nghiệp như Galex, GEX, Recorporation, Ngân hàng ACB, Chứng khoán SSI, Hado Group, Công ty VNZ, Hoàng Anh Gia Lai, HAG, Ngân hàng Sacombank, STB, Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy, TCH, Ngân hàng Sibank, SSB, Kinh Đô, KDC, HD Bank, HDB, Bất động sản CEO, Đất xanh, DXG, Chứng khoán VCI, Hoa Sen, HSG, Nam Long, NLG, TP Bank, TPB, DC Corp, DIG, Minh Phú, MPC, Dabaco, DBC, OCB, SIP, Ngân hàng SHB, LP Bank, LPP, DGUA, DGVK, PNG, Ngân hàng OCB, Kinh Bắc KBC, VDS, MSH, Nam Kim, NKG. Ngoài ra, một số doanh nhân cổ đông của một số doanh nghiệp như THD, VIB Bank, NLG, PTI cũng ngấp nghé ngưỡng siêu giàu với tài sản chỉ tính riêng quy ra từ cổ phiếu trên sàn, chưa tính các tài sản khác hoặc cổ phiếu của các doanh nghiệp chưa niêm yết. Tại Việt Nam, rất nhiều doanh nhân nổi tiếng và được xem là siêu giàu, thậm chí là tỷ phú đô la Mỹ nhưng không nằm trong bảng xếp hạng nào như bà Nguyễn Thị Nga, BRG, ông Vũ Văn Tiền, Gilesimco, Chúa Đảo Đa Hồng Tuyển, Vua Hàng Hiệu, Jonathan Hạnh Nguyễn. Giới đầu tư cũng thấy những gương mặt nổi bật như ông Đỗ Minh Phú Doji, ông Đỗ Quang Hiển TNT, gia đình ông Đặng Văn Thành, Thành Thành Công, Vua Tôm Lê Văn Quang. Rất nhiều tập đoàn gia đình Việt đã trở thành đế chế trong các lĩnh vực họ hoạt động. Có thể kể đến gia đình bà Nguyễn Thị Điền, công ty trách nhiệm hữu hạn may theo giày An Phước. Đây là doanh nghiệp dệt may lớn tại Việt Nam với trên 7.000 nhân viên và 11 nhà máy khắp cả nước. Với hệ thống cửa hàng An Phước, Pierre Cardin, 165 cửa hàng và hơn 60 cửa hàng thương hiệu Bonjour Anamai, đồ nội y, thể thao và phụ kiện thời trang nữ. Bên cạnh đó là các gia đình như Đoàn Quốc Việt, BIM Group, Trần Kim Thành, Trần Lệ Nguyên, Kido, đồ Viu Khải Thành, BITIS, Lê Văn Kiểm, Góp Long Thành, Nguyễn Hoàng Tuấn, Sơn Kim, Lý Ngọc Minh, Sứ Minh Long, Trần Thanh Hải, Trần Thị Lệ, Nutifood, Nguyễn Trí Tân, Kim Đan, Nguyễn Thị Mai Phương, Tân Á Đại Thành.